trong những ngôi nhà to nhất, đẹp nhất, nổi bật nhất. Thành Ly cho rằng đây là một căn siêu biệt thự chứ không phải là một ngôi nhà. Toát lên cái vẻ đẹp cực kỳ là lộng lẫy và xa hoa. Ở một thực tại khác, có lẽ tôi sẽ sở hữu chiếc xe này. Nhưng ở thực tại này, muốn làm công chúa nhưng cuộc đời lại cho làm công ăn lương. Xin chào mọi người đang cùng quay trở lại với Nhà F. Ngày hôm nay thì Khánh Linh và anh Tiến Duy đang có mặt tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, đầy nắng và gió. Và trong chương trình lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một trong những ngôi nhà to nhất, đẹp nhất, nổi bật nhất tại khu biệt thự Đại Phú Gia. Và đây là một công trình được thiết kế bởi công ty Kiến Thịnh Group mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Và trước khi chúng ta đến với ngôi nhà ngày hôm nay thì không biết là mọi người có để ý hay không, Khánh Linh và ngôi nhà này đều khoác lên mình một lớp áo trắng rất là tinh khôi. Và không biết là nhìn qua thiết kế bên ngoài thì Khánh Linh thấy sao về ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta? Khánh Linh thấy đầu tiên là anh Duy chưa đúng về chuyện gọi tên. Khánh Linh cho rằng đây là một căn siêu biệt thự chứ không phải là một ngôi nhà. Công nhận. Và như mọi người đang thấy thì căn biệt thự của chúng ta mang một lối kiến trúc tân cổ điển cực kỳ nổi bật với màu sơn trắng, cùng với đó là những đường nét, đường vòm ở phần cửa kính này, vòm ở ban công, cùng với đó là những phần cột trông rất là châu Âu, rất là Romeo và Juliet. Lãng mạn nhỉ? Lãng mạn thật sự. Công nhận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong khuôn viên của ngôi nhà này. Nhà cao thì cửa phải rộng. Đây đúng rồi. Ạ. Cũng phải chia sẻ với mọi người là thực sự khi mà mới đến thăm ngôi nhà này thì em của tôi cũng có một chút lúng túng bởi vì không biết đâu là cửa chính. Cửa nào cũng to, cửa nào cũng rộng mà mặt nào cũng là mặt tiền luôn. Thoáng, công nhận. Rất là đẹp. Vào bên trong này, mọi người sẽ bước vào bên trong một không gian sân vườn và diện tích đất lên đến 1.500 m², có rất nhiều cây xanh được trồng đan xen để tạo bóng mát cho gia chủ. Và ở chính giữa khu vườn ở phía bên này, chúng ta sẽ có một quầy bar. Thực ra nếu nói là quầy bar thì hơi oan, đây là một nhà hàng ở ngoài trời. Công nhận. Để gia chủ có thể ngồi đây thưởng thức rượu này, hay là những bữa tiệc ở ngoài trời cùng với gia đình và bạn bè. Có quầy bar này với một hàng ghế ở phía trước, cùng với đó là bàn ăn, có thể có sức chứa dành cho từ 8 đến 10 người. Quầy bar này thì được Kiến Thịnh Group thiết kế rất là đẹp với chất liệu bằng gỗ. Và được chủ nhà trưng bày rất là nhiều rượu ở đây để có thể lấy ra mời khách luôn mà không phải chạy vào trong nhà. Này, rất là tiện, quầy pha chế. Đáng ra anh phải dặn em là tập thể dục trước khi đi tham quan ngôi nhà này, bởi vì là sân vườn quá trời là rộng. Quá trời rộng đấy, ngày hôm nay chắc chắn là em sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thể lực, bởi vì không chỉ sân vườn rộng đâu, mà lát nữa vào trong nhà nhá, cũng sẽ còn mỏi chân. Nghe áp lực ngang. Ngay khi bước sang đây thì Khánh Linh đã phải giật mình, bởi vì đây là một khu vực hồ bơi gần như là ấn tượng nhất trong những công trình mà Nhà F đã từng tham quan. Như quý vị đang thấy, chúng ta sẽ có một cái hồ bơi với diện tích vừa phải thôi, nhưng mà đẹp từ màu đá ốp cho đến hình dáng. Chúng ta có cả ghế để có thể nằm phơi nắng này, và có cả hệ thống đèn cũng như là rất là nhiều cây xanh ở phía xung quanh. Và đặc biệt là Khánh Linh thấy với cái hệ thống tường rào rất là tinh tế như thế này thì gia chủ có thể thoải mái tắm ở đây và không có lo có những cảm giác mà mình bị khó chịu ấy. Nói chung là nó đảm bảo sự riêng tư mà vẫn rất là duyên dáng. Và cho anh em tôi được xin phép gọi ngôi nhà ngày hôm nay là nhà trắng đi. Bởi vì màu trắng mà. Đây này mọi người, nếu như để ý một chút nữa thì sẽ thấy là ở đằng kia chúng ta cũng có một cánh cổng nữa. Cánh cổng này thì sẽ có lối đi xuống gara ở phía dưới là hầm nhá. Đấy, gara ở dưới thì rất rộng. Bây giờ thì nhà F xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi vào bên trong để khám phá những không gian nội thất ở bên trong công trình ngày hôm nay nhá. Và thực sự là đối với một công trình đặc biệt như thế này thì Khánh Linh khẳng định một điều rằng không ai có thể hiểu nó rõ hơn là kiến trúc sư đã trực tiếp thiết kế nên nó. Và ngày hôm nay thì Nhà F cực kỳ có duyên khi mà chúng ta đã được gặp anh Cao Thắng đến từ Kiến Thịnh Group là kiến trúc sư chủ trì của công trình ngày hôm nay. Xin chào hai em. Dạ, xin chào quý vị khán giả của Nhà F tham quan cái ngôi nhà là do chính công ty Kiến Thịnh Group thiết kế và thi công trọn gói cho khách hàng. Nhưng mà trước hết thì chắc chắn là các khán giả của Nhà F đang rất là muốn được nghe anh Cao Thắng chia sẻ thêm về phong cách của siêu biệt thự này ạ. Nói về phong cách của ngôi nhà này, bên ngoài thì ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển. Không gian cái ngôi biệt thự này là nó gần biển và sân vườn rất là rộng. Chủ nhà khi mà thiết kế cái ngôi nhà này á, thì là đặt ra một cái yêu cầu là cái ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển
nhưng làm sao để cái không gian sống ở bên trong với bên ngoài nó sẽ thoáng, và để cái người sử dụng ở bên trong nó sẽ có cái công năng sử dụng nó sẽ tốt. Vâng. À, nhân tiện nói về công năng của ngôi nhà này thì được biết đây là một ngôi nhà mà có cái phần diện tích sàn lên gần 400m2. Thì không biết là và các kiến trúc sư tại Kiến Thịnh Group đã thiết kế cái công năng ở đây như thế nào, anh có thể chia sẻ một chút được không? Nói về cái quy mô ngôi nhà này thì là cái diện tích đất là khoảng 1.500m2. Vâng. Và diện tích sàn của nó là 400m2 một sàn. Dạ. Và nó có một tầng hầm và 4 tầng nồi. Dạ. Diện tích trung bình của nó là khoảng độ là 2.000m2. 2.000m2. Vâng. Cái công năng của ngôi nhà này thì tầng hầm là có một gara và có một phòng giải trí. Phòng giải trí. Phòng giải trí xem phim và hát karaoke của gia chủ. Ngôi nhà này thì tổng diện tích là có 6 phòng ngủ. Dạ. Trong đó là có 3 phòng ngủ là siêu VIP. Thì ngoài ra thì nó có những phòng giải trí, phòng tập gym, phòng spa. Dạ. Và rất nhiều không gian khác thì có thể là mời quý vị khán giả nhà F và hai em khám phá. Chắc là cũng có nhiều người thắc mắc là không biết là cái chi phí để mà hoàn thiện, tính chi phí hoàn thiện đây anh nhé, của ngôi nhà này nó vào khoảng bao nhiêu anh? Cái ngôi nhà này thì tổng mức đầu tư nó, chi phí hoàn thiện nó rơi vào khoảng là 40 tỷ. 40 tỷ. Đúng rồi, 40 tỷ. Cảm ơn anh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là với 40 tỷ hoàn thiện một công trình với diện tích sử dụng sàn lên đến gần 2.000m2 thì chúng ta sẽ có những không gian như thế nào nhé. Xin mời mọi người. Để quý vị có thể dễ dàng hình dung hơn về không gian ở bên trong ngôi nhà, bên trong siêu biệt thự ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi đến từng nơi một ở trong ngôi nhà này. Thì đầu tiên, nơi mà anh em tôi đang đứng đó chính là phần sảnh. Khánh Linh liên tưởng đến sảnh của khách sạn không? Chính xác, anh Duy cứ như kiểu là đi guốc trong bụng em ấy. Sảnh quá cao và thoáng cao đi. Rộng. Nghe đồn là cái phần sảnh này này, cái trần của nó cao đến 8m. Rồi. Và đứng ở đây thì sẽ có rất nhiều hướng đi. Thì đây, đầu tiên mình sẽ dẫn mọi người sang bên này. Bên này sẽ là không gian sinh hoạt chung, cũng như là phòng khách chính của siêu biệt thự ngày hôm nay. Có một chiếc đàn piano ở đây để có tiệc, có party thì có thể ngồi đây để mà chơi đàn. Và tất cả không gian ở trong nhà sẽ nghe được tiếng đàn này. Lãng mạn thực sự. Quá lãng mạn. Cái phong cách thiết kế ở trong này nó cũng hơi nghiêng nghiêng về một chút luxury, cho nên là mọi người sẽ thấy là có rất nhiều những chi tiết được ốp những cái tấm inox vàng như thế này, rất đẹp. Và bên trong này thì như mọi người đang thấy đây, Khánh Linh sẽ dẫn mọi người xem phòng khách, phải nói là siêu to khổng lồ. Đã nói là nhà cao cửa rộng thì đúng là cái gì cũng lớn. Chúng ta sẽ có một bộ sofa cực kỳ lớn, có thể ngồi được khoảng mấy chục người đây. Anh Duy có thể thử hình dung xem 20 người ngồi đây được. 20 người ngồi đây được, cùng với đó là phần thiết kế thông tầng này. Như anh Duy cũng vừa chia sẻ thì ngôi nhà này có thiết kế thông tầng với phần trần cao khoảng 8m. Và có một bộ rèm cực kỳ hoành tráng, anh Duy đang thấy. Thực sự là khi mà vào đây thì mình vẫn phải nhắc lại cái từ choáng ngợp, bởi vì là cái không gian này nó quá là hoành tráng mọi người ạ. Nó quá rộng, đứng ở trong này cảm giác như anh em mình bé tí hon luôn ấy nhở. Bé xíu. Cái gì cũng rộng này, sofa rộng này. Còn ở bên này chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của những thiết bị giải trí của gia chủ cùng với kệ tivi. Khi mà chúng ta đứng ở xa cái kệ tivi này thì sẽ thấy là nó hơi nhỏ, nhưng mà quả thực là khi mà đến gần ấy mới thấy là cái kích thước của nó không hề nhỏ một chút nào. Thậm chí cả cái tivi này cũng vậy, đứng ở xa cứ tưởng là kiểu 4 mấy inch, nhưng mà thực sự cái tivi này anh nghĩ không nó phải nhỏ cả trăm inch. Bởi vì là anh thấy không, anh em mình trong tivi kích thước bằng ngoài đời luôn đấy, đấy. Thì thực ra là với không gian này, cái tivi này nó mới có thể là tương xứng được. Và nếu như mọi người để ý kỹ hơn một chút thì chúng ta lại có tiếp tục một bức tranh gọi là xuyên sáng Onyx khổng lồ ở phía đằng sau. Cái công suất của nó ấy, để mà chiếu sáng là 2.000W. Ồ. Đây là một trong những bức tranh đá xuyên sáng mà phải nói là to nhất mà mình đã từng gặp kể từ khi đi dẫn nhà F đến bây giờ. Quả thực là khủng khiếp đấy. Thế còn bật mí một chút là những cái thiết bị này là đều được sản xuất bởi Kiến Thịnh Group. Cho những ai đang quan tâm, mình thấy là cái đường nét rồi tất cả những cái mà chi tiết hoàn thiện ở đây này khá là ổn. Cùng di chuyển sang phía bên này thì Khánh Linh đảm bảo rằng mọi người sẽ có những trải nghiệm khác, những cảm xúc khác. Tại sao ạ? Bởi vì Khánh Linh đang thấy là ở đây có một bộ bàn ghế rất lớn, mang những cái nét cổ điển và chắc chắn là sẽ mang những kỷ niệm, những câu chuyện của gia chủ.
Đây là bộ bàn ghế mà gắn bó với gia chủ từ ngôi nhà trước đấy. Và đúng như Khánh Linh nói là với nhiều kỷ niệm như vậy cho nên là gia chủ cũng đã di chuyển nó về đây và biến cái không gian này trở thành một phòng khách mang đậm nét truyền thống. Và đây chính là nơi để mà gia chủ có thể là ngồi thẩm trà cùng gia đình, cùng bạn bè hay là uống rượu này. Đây, mọi người nhìn sang tủ rượu ở đây thì sẽ thấy ngay được là sở thích của gia chủ là gì. Đủ các loại, từ rượu ngâm cho đến rượu Tây. Nhìn thôi đã thấy say rồi Khánh Linh. Say quá cơ. Đây, và có một chi tiết nữa mà mọi người không biết ở đâu. Đây chính là cái viên đá mà 5 triệu năm trước, ôi trời ơi, đã rơi xuống Quy Nhơn và bây giờ xuất hiện ở đây. Nghe đâu ấy là cái viên đá này nó nặng 250 cân. 5 triệu năm trước chắc là đấy là thời Tôn Ngộ Không ấy nhỉ? Thời Tôn Ngộ Không rồi. Thời Tôn Ngộ Không còn đang bị đè ấy. Thì đây, cái viên đá đấy là như viên đá này này. Nó dụ giúp vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang không gian bếp của ngôi nhà ngày hôm nay nhá. Bếp nằm ngay bên này thôi. Thực ra nếu mà nói là phòng ăn thì hơi oan Khánh Linh ạ. Đúng rồi. Nó phải là nhà hàng đúng không? Mà đây là nhà hàng 5 sao. Bởi vì sao? Chúng ta có không những là một nhà hàng mà là hai kiểu nhà hàng ở trong không gian này. Khánh Linh có đoán được là kiểu nhà hàng gì không nào? Khi mà em đứng ở đây thì em biết ngay đây là kiểu, chắc là nhà hàng kiểu Á Đông. Bởi vì có bàn ăn xoay này, cộng với cả có cả bếp lầu ở đây nhá. Và đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Mặt bàn bằng đá luôn, cực kỳ bóng bẩy luôn. Sang trọng ở đâu? Đấy. Thì đây, đây là sang trọng này. Đây, hai cái bếp lầu nhá. Tức là mình ăn mình không phải với ai cũng có thể là gắp được đấy, mà cái không gian để ăn nó rất là rộng rãi, ngồi có thể là khoành khoàng tay chân khua khoáng thoải mái. Và ở trong này nếu như không ăn lẩu mà ăn steak, ăn đồ Tây thì làm sao? Thì đây, mời mọi người sang bên này đấy, phong cách châu Âu ngay, có lò sưởi, có tivi, có tất cả mọi thứ. Không gian này thì còn gì để mà nói, ngồi được khoảng bao nhiêu người nào đếm nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hơn 10 người, hơn 10 người, 12 người ngồi thoải mái, rộng mênh mông. Mà không chỉ là ngồi trong nhà, thậm chí có cả chỗ để ngoài trời này, chỗ trong nhà này, rất nhiều chỗ để mà mọi người có thể là quây quần với nhau. Bởi vì đây là một căn siêu biệt thự mà, cho nên là cái gì nó cũng sẽ phải rất là hoành tráng. Và phía đối diện chính là khu vực bếp. Chưa kịp vào thôi, Khánh Linh đã cho vội luôn 10 điểm. Vội thế, tại sao lại 10 điểm? Bởi vì sao? Đầu tiên phải kể đến đây. Ngăn cách không gian bếp và những không gian khác là một cánh cửa trượt cực kỳ êm ái và kính cũng rất là đẹp luôn, để giúp cho khi mà chúng ta nấu nướng ấy không bao giờ bị gây những cái mùi ảnh hưởng ra phía bên ngoài. Và cộng thêm với đó là một ô cửa sổ rất lớn ở đằng kia. Đôi khi gia chủ tiếp những vị khách quý ngồi ăn uống ở trong kia, mà gia nhân ở trong này nấu nướng mà cái mùi nó lại lẫn lộn, nó bay sang nhau thì thực sự nó rất là bất tiện. Thế nhưng mà có cái cửa này thì nó sẽ giải quyết được hết cái vấn đề đấy. Ngoài ra nhé, ở phía bên này chúng ta lại còn có cả những cái ô cửa sổ để khi mà nấu ăn ấy mở ra để không khí nó có thể lưu thông. Bảo sao mà khi mà vào trong cái khu bếp này mình cũng không nghe thấy mùi đồ ăn. Không thấy mùi đồ ăn, cộng với đó là mọi người cũng có thể thấy là những cái hệ tủ cao kịch trần, màu sắc thì cực kỳ là trang nhã này, tông màu trắng, cùng với đó là sự tương phản của màu xanh navy. Và bởi vì đây là một căn siêu biệt thự thì nên có nhiều tủ này, về mặt công năng thì sẽ không thiếu gì cả. Bàn đảo thì cực kỳ lớn, thậm chí là có thể ngồi đây dùng bữa nhẹ cũng được luôn. Mà cái cách phối màu giữa cái màu xanh này cộng với cả những cái màu đá ở đây nó cũng đẹp, rất là đẹp. Rồi, có cả ghế để mà ngồi ăn nhẹ. Đấy, không muốn ngồi ăn ở ngoài kia mà ăn mì, ăn những cái món ăn nhẹ thì có thể ngồi ở đây. Bếp có cả đèn chùm luôn nhá. Đấy. Bếp ở đâu mà lại có đèn chùm nhỉ? Ở đây. Ở phía dưới tầng hầm thì như mọi người thấy, chúng ta sẽ có một không gian vô cùng rộng lớn để có thể làm gara. Và gara này thì đỗ vội nhá, được khoảng tầm 5 cái xe. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Kể cả là SUV full size đỗ ở đây thoải mái luôn. Ngoài ra thì ở trong tầng hầm này chúng ta sẽ còn có một phòng giải trí nữa. Đây chính là phòng giải trí ở bên dưới tầng hầm của gia chủ trong căn siêu biệt thự này. Như mọi người thấy thì toàn bộ phần gỗ được sử dụng ở đây sẽ là gỗ óc chó này. Và da thì sẽ là da bò Ý. Nhưng mà tất cả thì đều được đóng bởi Kiến Thịnh Group. Đấy, mọi người thấy không? Nói chung là tất cả đồ rời ở đây họ làm rất là tinh, nhìn rất đẹp. Nhưng mà phải nói là cái phòng giải trí này nó hoành tráng thật. Hoành tráng. Ở đây gia chủ có thể là ngồi thưởng thức rượu vang này, xì gà này, hay thậm chí là đánh cờ ở đây cũng đều được. Đấy, mọi người thấy không? Tức là tất cả các bộ môn phối hợp đều có thể là diễn ra ở trong này. Đây, bên này thì sẽ có karaoke, sofa này, dàn âm thanh chất lượng cao để có thể sập sình ở đây, để có thể hát karaoke được ở đây. Đấy, ở phía trên trần còn có cả gương nữa, nó sẽ giúp cái không gian này nó có
một chút tạo thông thêm thoáng độ hơn. Cao, ừ, tạo thêm độ hơn. Cao hơn, thông thoáng hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở trên tầng 2 của căn biệt thự ngày hôm nay. Và như mọi người thấy thì thậm chí ngay cả cái phần cầu thang để đi lên các tầng ở trong ngôi nhà này nó cũng giống như là một tác phẩm nghệ thuật, mọi người thấy không? Nó được uốn lượn rất là đẹp, và toàn bộ cái phần đá ốp ở mặt cầu thang cũng được nhập khẩu từ Ý. Đấy, ngoài ra thì cái phần lan can này, tay nắm này cũng là hàng nhập khẩu. Đúng rồi, và Khánh Linh cũng thấy được sự đồng nhất đó ở khu vực này. Và đứng ở đây thì mọi người cũng sẽ phải công nhận với Khánh Linh một điều là cái kiến trúc thông tầng nó giúp cho căn biệt thự này toát lên cái vẻ đẹp cực kỳ là lộng lẫy và xa hoa, cộng với cả vẻ đẹp của bộ đèn chùm này nữa, thực sự là không có một lời nào có thể miêu tả được. Khi mà mọi người di chuyển sang phía bên này thì chúng ta tiếp tục sẽ thấy một bộ đèn chùm nữa và toàn bộ khung cảnh ở phía dưới phòng khách mang phong cách hiện đại mà chúng ta đã vừa trải nghiệm. Chưa hết đâu nha, ở trên không gian tầng 2 này thì ngoài những cái phần thông tầng hay là hành lang này thì chúng ta còn hai phòng ngủ cực kỳ rộng rãi nữa. Và phòng ngủ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người nó nằm ngay ở bên này. Bước vào đây cảm giác không khí khác hẳn, mọi người có thấy không ạ? Tông màu thì rất là nhã nhặn và tinh tế, và tất cả những mảng tường như là Khánh Linh đang đứng bên cạnh đây đều được ốp da và vân chám, tạo cảm giác cực kỳ là sang trọng. Cùng với đó là những đường nét vân gỗ này kết hợp với cả inox vàng, trông đúng là luxury. Quá luxury luôn. Và thậm chí là cả cái phần giường này, thế này, giường này nhìn cái là chỉ muốn nằm ngủ luôn thôi. Trông nó êm nhở, trông nó êm mà nhìn nó sang, nhìn nó đẹp, nhìn nó như một cái ghế sofa ở trên một chiếc siêu xe ấy. Thực sự thưa quý vị và các bạn. Và có một chi tiết nữa mà chúng tôi cũng ấn tượng ở trong cái không gian này, đó chính là cái phần trần. Phần trần rất cao, cho nên là khi mà chúng ta bước vào trong cái không gian phòng ngủ này thì nó tạo ra một cái cảm giác thoáng, không bị bí bức, đúng không? Và cái gam màu thì cũng rất là tươi sáng, nó kết hợp giữa rất rất nhiều vật liệu. Mà Khánh Linh ơi, em zoom kỹ vào đây, em sẽ thấy là chỗ này nó bo tròn, nó mịn. Cái cảm giác mọi người không được gọi là cảm nhận giống anh em chúng tôi là cái cảm giác được sờ trực tiếp vào đây này, nó sướng. Nó sướng, bình thường là mình chỉ tường ở nhà mình ấy, chỉ sơn thôi hay dán giấy thôi, đúng không? Dán giấy thôi. Đây bọc da luôn, đây bọc da luôn cho cẩn thận nha. Chất thật. Và phòng nào nhá thì cũng có cửa sổ rất là lớn để nhìn ra không gian bên ngoài, nhìn ra bể bơi, nhìn ra thậm chí nhìn ra biển Quy Nhơn mà. Đấy, phần còn lại của phòng ngủ master của gia chủ đó chính là một phòng thay đồ mà tiếng Anh gọi là gì nhỉ Khánh Linh nhỉ? Walk-in closet. Yes. Phòng này thì như mọi người thấy, nếu như ở phòng ngủ chúng ta được ốp da màu kem thì ở trong này đa phần là sẽ gỗ màu ốc chó. Đấy, và nó đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Nó giống như là một cửa hàng thời trang thì đúng hơn là một phòng thay đồ. Khánh Linh ngồi đấy thì thấy sao nào? Khánh Linh ngồi đây và mình đang tưởng tượng ra cảnh là nếu như mình mà là chủ nhân của căn siêu biệt thự này thì đây là bàn trang điểm này, đây là phòng thay đồ này, cộng với cả kệ giày phía bên này. Thì bình thường ấy, trước khi ra ngoài em thường mất khoảng 2 tiếng đúng không? Thì bây giờ khả năng là khoảng 5 tiếng. Anh nghĩ phải 20 tiếng ấy. Thôi, nói thế nói quá. Trong phòng ngủ rộng như thế này chắc chắn rồi không thể thiếu được phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín được thiết kế rất bài bản. Đầu tiên thì phải kể đến phần nền thì được ốp gạch chống trơn và cũng được hạ xuống để giúp cho khi mà chúng ta tắm thì nước sẽ không bị tràn ra phía bên ngoài. Tường thì cũng được ốp đá rất bóng bẩy. Bên này thì sẽ là toilet và bên này thì sẽ là khu vực tắm đứng rất là thiết kế khoa học này. Cùng với đó là bồn rửa, gương điện. Đó, không thiếu thứ gì cả. Khác với những không gian khác thì phòng ngủ này được thiết kế với phong cách wabi sabi, trẻ trung hơn dành cho con gái của gia chủ. Và như mọi người đang thấy, từng đường nét cực kỳ mang đậm nét cá tính. Và dù là phong cách nào đi chăng nữa thì Khánh Linh thấy là Kiến Thịnh Group cũng đáp ứng một cách cực kỳ tuyệt vời. Đây là một gia đình có nhiều thế hệ, có nhiều thành viên cùng sinh sống, cho nên là mỗi người sẽ có những cái nhu cầu và sở thích về phong cách thiết kế khác nhau. Cho nên là mỗi phòng ngủ nó sẽ mang một cái màu sắc riêng biệt. Như ở đây thì mọi người thấy là chất liệu khác với phòng trước rồi. Phòng trước thì chúng ta được bao bọc bởi gỗ này, bởi da này. Nhưng mà ở đây thì sẽ là sơn hiệu ứng và nó mang phong cách wabi sabi rất là mộc mạc, nhìn rất đẹp. Đây, chỗ này sẽ là khu vực giường ngủ này. Đấy, và làm rất là kỹ nha. Tức là cái điểm nhấn ở trong cái phòng này nó sẽ là những cái đường gợn sóng. Nó xuất hiện ở đầu giường, xuất hiện ở trên trần, xuất hiện ở chỗ cửa sổ, nói chung là xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đấy, rất là duyên. Và trong này, chúng ta sau khi mà đi qua cái cổng mái vòm này này thì sẽ là một phòng thay đồ. Đấy, thì nó cũng đảm bảo một cái sự thông suốt, đồng nhất trong thiết kế. Nó là thiết kế phẳng, đấy, đơn giản mà trông cũng gọn gàng, tinh tế, chính xác. Và trong này thì sẽ là phòng tắm. Nhưng mà thôi, anh vẫn còn một phòng ngủ nữa rất là đẹp, muốn khoe mọi người luôn bây giờ. Thì bây giờ mình qua mình ngó luôn nhé. Nhiều cái đẹp quá nhỉ. Ok, mời mọi người. Như Khánh Linh thấy thì đây là một phòng ngủ có thiết kế hiện đại này.
trẻ trung này và nó cũng rất là sang trọng, rất dễ nhận thấy. Đây, mọi người thấy không? Vẫn là da, vẫn là kim loại, vẫn là gỗ, vẫn là rất rất nhiều chất liệu được sử dụng đan xen với nhau. Rất đẹp. Mạnh dạn đoán đây là phòng của một cặp vợ chồng trẻ. Chính mới xác. Cưới. Chính xác. Và ở bên này chúng ta sẽ có bàn làm việc. Ngoài ra thì đi sâu vào bên trong một chút, vẫn là cái layout chung của những căn phòng ngủ ở trong ngôi nhà này thì nó sẽ là phòng thay đồ. Thực ra đi vào đây thì lại một cái cảm giác nữa mà mình cảm thấy là như còn lạc vào một cái cửa hàng quần áo thời trang. Như kiểu là một apartment. Chính xác. Bên trong một căn siêu biệt thự. Ừ. Và đúng là đơn vị thiết kế cũng đã phô diễn cho chúng ta rất rất nhiều các mẫu tủ. Các mẫu tủ quần áo này, các mẫu tủ phụ kiện ở trong ngôi nhà này. Đây, ở đây sẽ là một mẫu tủ phụ kiện khác. Mẫu tủ này thì là cái bề mặt kính ở phía bên trên. Và tủ thì ở ngay phía bên dưới, chúng ta có thể kéo ra kéo vào để lựa đồ một cách rất là dễ dàng. Chân chu một mà. Và đây chính là phòng tắm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người. Một phòng tắm phải nói là rất đẹp. Khánh Linh thấy chỗ này như thế nào? Khánh thấy chỗ này rất quen. Và đây chính là một mảng tường hiệu ứng giả đá mà như một trong tập nào đấy mà nói đây là kiểu sơ đòn. Chính xác. Rồi, bồn tắm để ở đây thì rất hợp lý luôn. Bồn tắm quá đẹp và có đèn hắt ra này. Và mình mạnh dạn chấm cho bồn tắm này cũng 10 điểm luôn. 10 điểm không có nhưng nhá. Bởi vì sao? Hai lavabo tiêu chuẩn 5 sao. Khánh Linh xem bên đấy như thế nào? Bên này thì như mọi người đang thấy, chúng ta sẽ có một khu vực lavabo cộng với cả gương cực kỳ đẹp như là khách sạn 5 sao. Và Khánh Linh đảm bảo rằng buổi sáng ấy, nếu như mà cả hai có vội đi làm đi chăng nữa thì cũng không bao giờ phải lo là anh dùng trước hay là em dùng trước. Đúng rồi, bởi vì là vợ có một cái bên đấy và anh chồng có một cái bên này rồi. Đúng rồi. Và chưa kể thì bên này chúng ta còn có cả khu vực sen tắm đứng cộng với cả sen phun mưa. Ở phía bên này thì chúng ta vẫn sẽ có một lavabo này, tủ ở phía dưới để cho cái khu này lúc nào cũng gọn gàng. Gương điện. Chiu. Đấy, gương điện nha. Chưa cắm điện thôi. Còn ở trong này sẽ là toilet. Đấy, có cửa kính đàng hoàng luôn. Và khi mà chúng ta sử dụng thì đóng cửa kính lại để không gây ảnh hưởng đến những cái không gian ở bên ngoài. Đấy chính là lý do mà tại sao anh em chúng tôi lại chấm cho cái nhà vệ sinh này, cái phòng tắm này 10 điểm. Và trên tầng cao nhất của căn siêu biệt thự này thì chúng ta sẽ có khu vực thờ tự được thiết kế một cách rất trang nghiêm, rất ấm cúng. Rồi, lúc nào cũng thế. Thường thường thì là phòng thờ sẽ được đặt ở trên tầng cao nhất. Ngoài ra, phía đối diện phòng thờ thì chúng ta sẽ có một cái không gian để gia chủ có thể là rèn luyện sức khỏe với một chiếc máy chạy này và những chiếc máy tập này. Và trong tương lai thì ở đây nó sẽ biến thành một cái phòng tập golf mini. Đấy, chiu. Ở đây là cái màn hình này. Thì bây giờ rất nhiều nhà áp dụng cái ứng dụng đấy, tức là mình có thể tập ở nhà, không phải đi ra ngoài, không sợ nắng, rất hay. Và sau khi rèn luyện thể dục thể thao xong mà nếu ra mồ hôi mệt mỏi thì theo Khánh Linh chúng ta phải làm gì? Chắc chắn là phải đi tắm này, đi xông hơi này, hoặc là đi spa gì đó. Chính xác. Vậy thì ở trong này chúng ta còn có nguyên một khu spa đây. Có luôn á? Có ngay. Xin mời mọi người đến với spa tại gia, nơi có sự xuất hiện của bể sục Sakuji này. Phía bên này là gì? Phía bên này thì chính là phòng xông khô, xông ướt, không khác gì ở những spa cao cấp cả. Và bên này thì sẽ là phòng tắm này, cùng với đó là phòng vệ sinh. Đấy, quá tuyệt vời. Quá đầy đủ luôn, ở đây thì chắc là không cần phải ra ngoài nữa nhỉ? Đúng rồi. Mình chỉ cần lăn quanh ở đây thôi là có đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Từ tập thể hình, thể dục này, vào đây thì là ngâm bồn này, xông hơi này. Và nếu như mà xong hết rồi, quần áo bẩn thì làm nào? Chắc chắn là phải mang đi giặt, không lẽ để cho nó mốc lên à? Thì ở ngay bên này chúng ta sẽ có một sân rất là rộng để giặt, để phơi này, thậm chí có cả máy giặt khô, có rất nhiều tủ để quần áo và có một khoảng sân để phơi nữa. Tuyệt vời. Và vừa rồi thì như mọi người đã thấy, chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một căn siêu biệt thự mà phải thú thật là lâu lắm rồi thì nhà ép với mọi người mới có dịp để mà chứng kiến một ngôi nhà như thế này. Không giấu gì mọi người nhá, ngày hôm nay chúng tôi đã bay từ Hà Nội đến Quy Nhơn và phải ra sân bay vào lúc 3 giờ sáng và lát nữa thì sẽ về Hà Nội vào lúc 5 giờ chiều. Đấy, đi về trong ngày. Đấy, mọi người xem nào nhá, nhớ mà các khán giả comment này, like này, share này, đăng ký, subscribe rồi là chia sẻ cho tất cả họ hàng, hàng xóm cùng xem nhá. Rồi, và xin nhắc lại một lần nữa, đây là một công trình được thiết kế, thi công và hoàn thiện bởi Kiến Thịnh Group. Cho những ai quan tâm nha, không biết là mọi người nghĩ sao về ngôi nhà ngày hôm nay, mọi người có thể để lại comment ở phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau bình luận và chia sẻ. Rất cảm ơn mọi người đã có theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ tin này em chúng tôi nha. Bye bye. Bye bye.